quay này giải thích đi. Khi cái van áp lực này nó chạy thì nó sẽ đẩy hơi, đây là cái bầu hơi đây đúng không? Bầu hơi của anh xem rồi, đây là cái bầu hơi. Đúng rồi. Nó sẽ cắm vào bầu hơi đây thì nó sẽ đẩy hơi lên trên này để cho cái áp lực này. Nó trong đấy nó có một cái màng cao su đẩy lên, lén lên. Ví dụ khi máy tại sao nó máy đi, máy giật cả trên nó cân này. Nếu như không có đồ thì nó sẽ cân mức nước, ví dụ đến đây thôi. Đấy. Nhưng nếu như có đồ rồi thì nó sẽ cân mức nước đến đây. Nhưng lần giặt tiếp theo là lần thứ ba thì nó sẽ cân mức nước đến đây. Tại sao nó lại có 3 cân mức nước như thế này? Vì khi có đồ nó lặng, có tải lặng, có tải lặng thì nó sẽ cân đến mức nước cao nhất. Nhưng cái máy giặt cửa trên này dùng nước để làm sạch. Tại sao nó là dùng nước để làm sạch? Vì là nước nó đảo như nó giặt như này. Cái đĩa đúng không? Cái đĩa bên dưới mình nhìn nó chỉ có đảo được cần này thôi. Xoay hai chiều như này không? Đúng chưa? Nhưng lên là nó cuốn theo vùng nước này. Cuốn theo vùng nước này để nó làm sạch. Đấy. Thì là bắt buộc nó phải dùng nhiều nước. Nhưng máy giặt cửa ngang nó cũng có như thế này, nhưng nó lại dùng rất ít nước, nó không dùng nhiều nước ở trên đấy nhá. Cái cửa ngang tạm thời qua xóa cái giải thích nốt cái cửa ngang ở trên ấy. Thì nó sẽ cái motor chuyển động này, hai cái này đúng không, nó sẽ kết nối trục pu li với cả gì motor dạ. Để gì giặt đảo chiều, nó sẽ đảo đi đảo lại hai chiều để lo cái trục kết nối này này, cái trục kết nối này, trục hộp số. Nó sẽ dùng trong này nó có cái gì, cái mâm giặt. Cái mâm giặt nó cái trục này chuyển động lên, cái mâm nó đảo cái hộp số em xem rồi đúng không? Yeah. Thì hộp số nó có bánh răng thì nó sẽ đảo chuyển động lên cái mâm này thì nó sẽ quay theo chiều này, xong nó quay ngược lại theo chiều này. Thì là nếu nhiều nước thì nó bắt đầu nó mới vận với nhau để làm sạch. Đấy là nguyên lý của những cái mà cửa trên và cửa ngang nó khác nhau ở cái gì đó. Thế nên nó là cửa trên dùng nước để làm sạch, vì dùng nhiều nước để làm sạch. Nhưng cửa ngang thì nó cấp nước vào xong nó đập, nó đảo theo chiều này, xong rồi đảo ngược lại theo chiều này. Thì là gì? Đập vào lồng của não, đập vào lồng. Trong cái lồng máy cửa ngang thì nó có 3 thanh. 3 thanh nhựa. Dạ. Yeah. Ý sẽ mở máy cửa ngang xong có đúng 3 thanh nhựa không ạ? Có 3 thanh nhựa làm ở lồng thì nó sẽ quay đi quay lại để đập vào để làm sạch. Đấy, và lên nó dùng ít nước hơn máy cửa trên. Nhưng máy cửa trên thì nó chỉ cơ bản thì nó chỉ dùng mỗi cái mâm để đảo dưới và sạch cái không như này, guồng này thôi. Yeah. Và khi vắt thì nó vắt kiệt nước. Để khi vắt thì cái quần áo nó sẽ vắt, nó sẽ ôm chặt vào cái lồng này. Hết nước xong, xong nó lại cấp nước tiếp cho nó lại đảo tiếp. Vì bây giờ đa số quần áo mồ hôi. Yeah. Giặt quần áo mồ hôi là chính. Chứ còn nếu quần áo phụ xây thì không thể giặt được. Quần áo phụ xây thì không thể giặt được. Vì nó có đất cát không giặt được. Lên là chỉ giặt lại quần áo bằng phòng hay quần áo gia đình anh em mình là đa số là quần áo công nhân nó giặt mồ hôi là chính thôi. Yeah. Khi có giặt phòng nó giặt nó đảo thì nó là sạch. Chứ còn không ai đi rồi đi cày đi cấy thì tống không phải giặt cả. Đấy là mình phải hiểu nhiều người về tống máy giặt thật không sạch, chủ yếu là giặt mồ hôi và giặt cái vết bẩn nhẹ. Những khi mình nào mình phải hiểu để mình có tư vấn cho khách hàng. Khách hàng hỏi cháu ấy thì bây giờ dùng cái loại máy giặt nào tốt hay là cái loại nào giặt nó sạch, thì mình phải hiểu nguyên lý của cái máy giặt thì nó dùng cái gì để làm sạch thì mình mới tư vấn được. Chứ bây giờ mình không hiểu lôm la, mình không hiểu cái này thì mình không thể tư vấn cho khách hàng được nha. Thì là máy giặt cửa trên dùng nước để làm sạch, nhớ như vậy. Và trục chuyển động khi sau này ví dụ học vận cơ này hay học vận cơ này hay học hộp số hay học hộp số hay học cái mâm này thì mình đã phải hiểu được cái phần gì, cái phần hộp số hoạt động như thế nào. Yeah. Và cái mâm nó kết nối như thế nào. Yeah. Ví dụ sau này anh bảo anh em xem con này xong nó giặt không giặt được thì mình kiểm tra mâm đi, thì mình phải biết mâm nó là cái gì. Yeah. Nó chuyển động làm sao, chứ không kiểm tra mâm mà anh mâm nó bình thường thì thực chất ra cái mâm nó có bình thường đâu, nó hoàn toàn bất thường. Thì mình phải biết là cái mâm này nó không quay được hay nó không đảo được hay nó trượt, đúng chưa đạo? Yeah. Thì nó ở cái thằng này, đúng chưa? Yeah. Thì nó kết nối từ cái thằng này xuống hộp số và cái mâm nó bắt thẳng vào trục hộp số thôi. Hộp số. Yeah. Thì là hộp số làm nó không quay được nữa thì lấy đâu ra mà thật được, nó cũng chỉ gừ như vậy thôi thì không sạch được. Yeah. Đúng chưa? Thế thì yêu cầu nó gì, cái hư chuyển động từ bên trên đến bên dưới là nó phải khớp nhau, nó phải khớp nhau thì mới chuyển động được. Đó, thì là cái phần hộp số này mới lò xo đấy. Còn cái phần xả nước này, cũng anh nói rồi,
đúng chưa? Yeah. Xả nước này nó ăn điện 210. Khi xả thì nó sẽ rút cái lò xo này ra, cái lấm. Yeah, rút ra để. Thì nước nó sẽ chảy ra đây. Từ đây đúng không? Đi đây hiện tại nó đang chặn ở đoạn này. Thì nó rút, bây giờ cái lò xo nó rút ra đây cái. Thì đoạn này thì có cái lấm cao su đây nó xả ra. Xả ra thì nước nó chảy xuống đây. Yeah. Nhưng nếu như mà người ta có cái máy không bắt được, rất nhiều trường hợp là bị cái tất nó chui đây. Tắt ra chân đấy, yeah. Nó sẽ chui xuống đúng cái lỗ này, nó bịt cửa xả lại, thì nó không xả nước ra thì nó cũng sinh ra lỗi không bắt được. Thế thì cái nguyên nhân đầu tiên nếu không bắt được thì mình đi vào ban bệnh, học ở ban bệnh thì anh sẽ đi sâu vào những cái này, anh học ở đây được cấu tạo như thế nào, yeah. Anh sẽ đi sâu ban bệnh nó sẽ như nào, thì mình sẽ giải thích qua là nếu cái tắt nó bịt đây thì nó xả, nó không thoát nước được ra đây, thì nó không thấy nước mà nó không bắt được. Cái bệnh này nó là bệnh phổ thông. Yeah. Nếu mà mình phải hiểu nguyên lý nó đi từ đây xuống đây nó qua những cái gì, yeah. Lúc nếu mà biết xong cái lọc hoạt động luôn, trong lọc nó có những cái gì thì tại sao thì mình mới bắt bệnh cho mình nhanh, chứ còn bây giờ mình không bắt được bệnh cái này mà tức là trong cái lọc nó không biết là nó có gì liên quan đến những cái gì, thì tức là ông bắt là đang bắt bệnh ở máy rồi. Nhưng khi để biết cái thì bắt bệnh chỉ khoảng 3-5 phút là có thể là đưa ra phương án hoặc là phương án sửa chữa nhanh cho khách hàng, chứ không phải đến thì người ta tháo tung cái máy ra rồi mới đi tìm bệnh chết. Cái lồng này, khu vực lồng này nó là lồng rỗng, từ đấy đến nó rỗng hết. Rỗng. Và nó chỉ đi xuống mũi xuống thẳng ở đây, nó có một đống cổ tay này thôi là nước thoát ra hết. Mình tục ống thoát nước á. Đúng rồi. Thế là mình phải hiểu được nguyên lý trong này nó rỗng hay là nó đặc. Yeah. Thế bây giờ không biết là nó đang rỗng hay đang đặc là chết. Nha. Cái lồng này đây nó phải bằng cơ học hết sức là phải thuộc đầu lòng luôn. Thì sau này ứng dụng được tất cả những con máy khác. Chứ con này mà không thuộc lò nào thì ông anh chứ con này con LG, con này Samsung khác nhau hay con Tô khác nhau không có đâu. Nguyên lý và cấu tạo nó có những cái điểm giống và điểm khác nó chỉ chút ít thôi. Yeah. Chứ phần cơ có cơ bản nó phải giống nhau như này hết. Nhớ một câu chuyện đấy, tất cả các hãng thì phần cơ nó cơ bản phải giống nhau. Còn trên mạch nó thiết kế đây là giật nhanh đi giật chậm thì kệ đó. Không quan tâm đến nhà sản xuất, người ta lập trình trên nó mạch lập trình. Còn phần cơ thì nó phải bắt buộc nó phải giống nhau thì mới làm việc được. Đúng chưa? Chứ nếu như nó không giống nhau thì bây giờ ông này sản xuất một kiểu, ông này sản xuất một kiểu, thì không nhà sản xuất nào người ta sản xuất kiểu ấy đâu, mà người ta sẽ sản xuất là có cái tính năng đồng bộ về cơ học, về hộp số, là cái gì nó chỉ khác nhau cái lập trình thôi. Những con này có chương trình ví dụ là giật nhanh này, giật chậm này hay giật ngâm này, có con này có không có chương trình giật ngâm thì nó có tự gì khác, hiểu chưa? Thế này nên là cái này là mình cần lưu ý cho phần cơ mình phải thuộc hết nhá, chứ không phải học phần cơ đâu, phải anh ơi em phải làm con này, anh ơi em phải làm. Đã nói là phần cấu tạo chung thì tất cả sẽ giống nhau. Ừ. Khác nhau hình hài như con kia lồng tròn nha, con này lồng vuông này. Yeah. Đúng chưa? Lồng kệ nó vuông tròn kệ nó, con trong ruột nó sẽ phải giống nhau. Trong ruột là giống nhau cả. Đó, đúng không? Thế nhớ ông chết ảnh này, con này gọi con này con lồng vuông. Chết mẹ, con lồng vuông chưa học. Thế đừng có thích quỷ ẩm, thế thì cái lồng tròn với lồng vuông hay lồng nghiêng nó cũng đều có phải có đủ như thế này mới hoạt động được, đủ điều kiện mới hoạt động được. Yeah. Thế thì anh yêu cầu là cái phần này là phần cơ, đây cái phần áp này nó cũng là phần cơ. Đúng chưa đã? Cái phần cơ này em hiểu được, cái phần cơ này thì sau này thì em không phải em về quê anh em gặp con này, thế mà kiểm tra cái áp đi, hay cái bầu áp đi. Yeah. Thế nếu mà nó là nào, anh yêu con này giật khan thì kiểm tra khu vực bầu áp này có bị tắc bẩn không? Nó bẩn dẫn đến nó không báo được nước lên đây, không báo được hơi vào đây thì nó cũng sẽ không giặt và không vắt được. Đấy, cái phần áp này, cái bầu áp trong này. Bầu áp. Cái thùng máy giặt này. Dạ. Yeah. Nhưng đây nó thuộc về cơ học. Nhưng nó liên quan đến điện tử. Vì tại sao nếu như thằng này nó bẩn nó tắc hết kín mít như thế này rồi thì làm sao báo hơi đến đây được? Yeah. Đúng chưa? Nó tắc thì không báo. Nó không báo hơi nên thì máy này không thể chạy được rồi. Thế thì cái tôi cần các anh hiểu trong cái này nó có, trong cái lồng này nó có cái gì. Thì anh phải là gì? Đọc thông cái thảo là cái lồng này của tôi đang có cái gì. Chứ tôi phải kiểm tra cái bụng áp nó có bị bẩn, bị tắc không. Không biết cái bụng áp nó là cái gì. Bụng áp chính là cái này này. Yeah. Đúng chưa? Thế bây giờ mình phải kiểm tra cái này. Bây giờ nếu như muốn kiểm tra này là được bơm đầy nước ở đây rồi, chỉ cần rút ống áp ra, nếu như cái lồng này nó bình thường thì nó sẽ chảy nước ra đây. Tí không biết đổ nước vào trong lòng sao nó chảy ra đây không biết ngay. Yeah. Nó sẽ chảy nước ra đây vì
nếu như mà nó bẩn nó tắc ấy, lùa một cái que sắt nhỏ mà qua ống này hoặc dùng cái bơm áp xịt thẳng xuống đấy là nó sẽ sạch cái chỗ này, sạch cái phần áp này, phần áp đoàn... đúng chưa, bụng áp ấy, bụng nhỏ vì là quá trình mình dùng lâu nó sẽ bị bẩn, nó bẩn nó kết thì nó tắc, nó bịt lại nó tắc, thì dùng bơm áp hoặc bảo dưỡng vệ sinh gì xịt sạch đi là hết vậy. Nhiều người cứ đeo mạch ra sửa nhưng có phải là mạch đâu, sửa xong mạch đi không biết sửa mạch mang các thợ người ta bảo mạch tốt, mạch bình thường, thế mạch bình thường thì tại sao mà mạch không chạy, thì không hiểu gì về cái thần cơ trong này nó có liên quan đến cái gì bên trong này, thì giờ cần phải hiểu trong này nó có cái gì và nó không có cái gì, đúng chưa ạ? Ta nói thần cơ trong này nó không có một tí là liên quan điện cả, ở trong con gì đường điện đây. Lên là yêu cầu cái phần này là gì, phần phần lồng này, phần cơ này là phải gì, đọc thông cái thận, là phải đọc thông cái thận đấy, nó có cái gì không hay không có cái gì nhá, phải hiểu ngày mai không phải hỏi lại nữa, vì đã hiểu rồi ngày mai mình biết mình hình dung cho nó thì mình không cần hỏi lại, nhưng không lẽ không hiểu thì ngày mai vẫn mung lung. Đấy, sau đấy là đây là cái một, đây là hai, đây là bốn giảm sốc, bốn cái con treo anh kia, đây là bốn cái con treo, số 1 này là con treo đằng trước, số 2 là con treo 2, số 2 là hai con treo đằng sau, nhưng mà hai con treo đằng trước thì bao giờ nó cũng sẽ ngắn hơn hai con treo đằng sau, nên là khi đi bảo dưỡng cần lưu ý là gì, nếu tháo cái đằng trước ra đánh dấu lại, chứ không vớ tất với nhau, nhiều thợ kinh nghiệm chưa có là vớ tất là sau khi lắp xong máy nhảy cứ cùng cục thôi vì không kinh nghiệm, nên là nhớ luôn luôn nhớ hai cái đằng sau bao giờ nó cũng sẽ dài hơn hai cái đằng trước, vừa dài hơn vừa cái phía đằng sau này có cái gì cũng... có cái giai cấp của nó xuống sau mà nên là không phải lúc nào người ta cũng biết được cái đấy. Dạ. Vì thấy tương là ở phía sau là có cái giai cấp. Ống áp vào. Ống áp ấy nên đây họ phía sau không. Ống áp nó chỉ có một cái giảm sóc, nó vẫn có đời con, nhiều con nó không có. Hoặc lau sạch đi thôi. Thế thì cái mấu chốt ở đây là gì? Cần khi đi làm cần quấn lại hai cái giảm sóc đằng trước và hai giảm sóc đằng sau. Hoặc không quấn chụp ảnh nó lại. Mình chưa làm được mình chụp ảnh lại để làm sao mục đích thì cẩn thận.